Trong năm 2021, nhiều phụ nữ gia nhập câu lạc bộ tỷ phú, trong đó có Falguni Nayar, nữ tỷ phú tự thân giàu nhất Ấn Độ, Melinda French Gates, vợ cũ đồng sáng lập Microsoft của Bill Gates. 1. Falguni Nayar, nhà sáng lập và CEO Nykaa, quốc gia Ấn Độ, tài sản 6,8 tỷ USD. Công ty vận hành chuỗi bán lẻ mỹ phẩm Nykaa do Falguni Nayar sáng lập bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán vào tháng 11. Cổ phiếu Nykaa tăng mạnh giúp bà Nayar sở hữu khối tài sản trị giá 6,8 tỷ USD theo Forbes và trở thành nữ tỷ phú tự thân giàu nhất Ấn Độ. Trước khi khởi nghiệp với Nykaa, bà Nayar từng là lãnh đạo một ngân hàng đầu tư. Bà thành lập công ty này vào năm 2012, chỉ vài tháng trước khi bước sang tuổi 50. Thời điểm đó, hầu hết phụ nữ Ấn Độ mua các mỹ phẩm trang điểm và chăm sóc tại các cửa hàng nhỏ với rất ít sự lựa chọn. Công ty khởi nghiệp của Nayar đã phát triển thành nhà bán lẻ sản phẩm làm đẹp hàng đầu của đất nước. 2. Melinda French Gates, đồng chủ tịch Bill & Melinda Gates Foundation, quốc gia Mỹ, tài sản 6,1 tỷ USD. Sau 27 năm gắn bó, bà Melinda French Gates đã thông báo ly hôn với nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates vào tháng 5 năm nay. Sau ly hôn, quỹ đầu tư của nhà Gates, Cascade Investment, đã chuyển cho bà Melinda cổ phiếu của một số công ty. Hiện, bà sở hữu khối tài sản hơn 6 tỷ USD theo ước tính của Forbes. Melinda sinh năm 1964, gặp Bill Gates tại Microsoft, công ty do tỷ phú này đồng sáng lập và lúc đó đang đảm nhiệm vai trò CEO. Melinda bắt đầu làm việc phụ trách quảng bá phần mềm văn bản tại Microsoft vào năm 1987. Bà là người phụ nữ duy nhất trong số 10 người có bằng MBA tại hãng công nghệ này lúc bấy giờ. 3. Rihanna Robin Fenty, nghệ sĩ và nhà sáng lập Fenty Beauty, quốc gia Mỹ, tài sản 1,7 tỷ USD. Ngôi sao nhà pop Rihanna là nữ nghệ sĩ Hollywood mới nhất được Forbes công nhận là tỷ phú. Tạp chí này ước tính tài sản của Rihanna đến từ 50% cổ phần của cô tại thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty. Phần tài sản còn lại đến từ cổ phần tại công ty đồ lót Savage x Fenty và thu nhập của cô với tư cách là một ca sĩ diễn viên. Fenty Beauty được Rihanna thành lập vào năm 2017. Các sản phẩm của Fenty đa dạng từ dụng cụ trang điểm, má hồng đến son môi. Một nửa cổ phần của công ty này được nắm giữ bởi đế chế hàng hiệu LVMH. 4. Kim Kardashian West, diễn viên và nhà sáng lập KKW Beauty, quốc gia Mỹ, tài sản 1,2 tỷ USD. Nữ diễn viên Kim Kardashian lần đầu tiên xuất hiện trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes, công bố vào tháng 4 năm nay. Theo tạp chí này, tài sản của Kim tăng lên nhờ sự phát triển của hãng mỹ phẩm KKW Beauty và hãng nội y Skims. Bên cạnh đó, cô còn kiếm tiền nhờ các show truyền hình, hợp đồng quảng cáo và các thương vụ đầu tư khác. Kim Kardashian thành lập KKW Beauty vào năm 2017 sau khi hợp tác thành công dòng son môi với Kylie Cosmetics. Tương tự em gái Kylie Jenner, Kim ban đầu chỉ bán sản phẩm trực tuyến. Tháng 10 năm 2019, các sản phẩm làm đẹp của cô xuất hiện trên các kệ hàng của Ulta, giúp doanh số cả năm đạt 100 triệu USD. 5. Cristina Junqueira, đồng sáng lập Nubank, quốc gia Brazil, tài sản 1,1 tỷ USD. Đầu tháng 12 vừa qua, ngân hàng kỹ thuật số Nubank Holding phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, IPO. Theo ước tính của Bloomberg, số cổ phần của nhà đồng sáng lập Junqueira trị giá khoảng 1,1 tỷ USD, trở thành nữ tỷ phú tự thân hiếm hoi của Brazil. Sau khi rời công việc tư vấn quản lý để lấy bằng MBA tại Đại học Northwestern của Mỹ, Cristina Junqueira chuyển sang làm giám sát danh mục thẻ tín dụng tại ngân hàng Itaú Unibanco Holding SA của Brazil. Tuy nhiên, cô nhanh chóng chán nản khi phải bán cho mọi người những sản phẩm mà họ không thực sự muốn. Lúc này, Junqueira biết bản thân cần phải thay đổi. Không lâu sau, Junqueira gặp David Vélez, một nhà điều hành quỹ đầu tư cổ phần tư nhân người gốc Colombia. Khi đó, Vélez đang cố gắng thành lập một ngân hàng kỹ thuật số, cung cấp các khoản vay và dịch vụ tài chính nhanh gọn để cạnh tranh với những gã tín dụng khổng lồ của Brazil. Vélez cần một người có kiến thức sâu rộng về mảng này và bắt tay với Junqueira tạo nên ngân hàng kỹ thuật số Nubank.